Xin chào đến với làng cổ Đường Lâm, ngôi làng hai vị vua. Đầu tiên chúng ta sẽ phải mua vé. Vé bao tiền hả chị? 30.000 một vé. Trẻ con thì giá sao? Trẻ con thì dưới 15 tuổi sẽ được miễn phí ạ. À thế là ba vé người lớn, còn hai đằng kia thì 10 tuổi. 60.000 ạ. 60.000. Trước cổng làng có những chỗ thuê áo dài. Mẹ làm bộ không? Đây là cây đa 300 năm tuổi từ làng cổ Đường Lâm nhá. Đây là chiếc cổng đi vào. Ui giời ơi, một ngày chủ nhật rực rỡ. Ta hồ chụp ảnh. Chúng ta bước qua chiếc cổng làng huyền thoại. Bình thường đã không bao giờ đóng. Quang cảnh ngôi làng sạch sẽ. Ngay phía vào cổng làng này đã có mấy chỗ chụp ảnh rồi. Nên là cái điếm ở làng. Đấy, nơi mọi người tụ họp mỗi khi có việc. Đường làng sạch sẽ. Người dân hai bên làng bán rất nhiều thứ. Đây là cá à cô? Cá kho. Cá kho làng. Bao tiền một cái ạ? 260 một bịch. Quán bếp làng Đường Lâm. Hôm nay có các món gà mía luộc, thịt quay đòn này, đấy. Đậu tẩm hành và cá kho này. Ngon đấy nhỉ. Đây là Đoài Creative. Quán cà phê đẹp đẽ. Đây là Đoài Community này. À, nghĩa là vào đây nó như kiểu là cái... Đi quay đầu ra, đang xem, tự nhiên bị một ông chiếu đâm ngã trên luôn. Biểu diễn rối bóng này. À, giá vé bao gồm nước uống rồi. Thêm vào uống không? Hay là tí nữa, tí nữa. Đúng rồi, mời. Đẹp đấy, nhỉ? Mẹ nghĩ là cái đoạn này này. Đây, người dân bán rất nhiều đồ hai bên đường. Em tí nữa mua quả mít này. Đi mua quả mít. À, U mua không? Con mua cho U ấy. Áo dài. Hai thanh niên vào Đoài Studio khám phá. Đi đi, nào, xem có gì hay không. À, trong này làm homestay này. Đấy, làm homestay chụp ảnh. Cho ở luôn đấy. Thì bao tiền một hô? Ngày thường sẽ 900 ạ. À, cuối tuần sẽ là triệu mốt. Hôm nay là triệu mốt. Bên em hạn chế từ hình ảnh bên trong. À, ok. Phòng homestay xinh đẹp. Sổ rồi. Chỗ khám phá trông hay phết đấy nhỉ. Đây là homestay của Đoài. Nhìn trông rất hay. Chúng ta có thể ở đây với giá 900.000 một ngày. Ui, rẻ thế. Rẻ không? Không gian rất là ảnh ương. Rồi. Đẹp phết nhỉ. Xin chào thanh niên. Nhìn trông rất hay ấy nhỉ. Chỗ đấy là chỗ đốt lửa trại à? Bếp. Đây, đã thử một bộ đồ. Nhưng mẹ có thích không? Anh thấy cái này được. Mẹ có thích không? Thích không chứ? Cô có thích cái loại vịt ở nhà cổ Ba Điền. Món thịt nổi tiếng ở Đường Lâm. Con ngõ ở đường làng cổ. Đầy đá ong. Điểm tham quan du lịch ở làng cổ.
Bây giờ làm chuyên nghiệp hơn rồi. Nhiều điểm mở thêm, nhiều điểm tham quan hơn. Cái mít siêu to khổng lồ. Nhà toàn bằng đá ong. Làm bằng đá ong này các thanh niên này. Trung tâm này. Đây là đình làng Mông Phụ này. Ở đình làng Mông Phụ xem đi. Trung tâm của làng rất đông. Đây là đình làng Mông Phụ. Làng này được cái đình này được xây năm 1533 vào thời vua Vạc Đăng Doanh. Đình làng Mông Phụ. Ở đằng sau đẹp này, sang xem này. Chú họa sĩ chú vẽ. Vòng quanh đình làng Mông Phụ. Toàn xây bằng đá ong. Rồi, hai. Cũng gạch đá ong này à? Gạch đá ong này vừa mát đấy. Cái đình này được trùng tu năm 2006. Được xây dựng vào năm 1553. Rất lâu rồi. Giếng này. Giếng làng. Chiếc giếng làng. Sầu ấy. Đây là trung tâm của làng. Những chiếc ngõ bé xíu xíu ở trong làng. Những chiếc cổng hàng trăm năm rồi. Đất và đá ong. Một căn nhà cổ. Nhà hoang không ai ở nữa cả. Đây vào đây xem rồi. Nghỉ làng. Cái kiểu không gian văn hóa trưng bày. Bán đồ lưu niệm. Vòng tay. Ui. Ghế này hiếm có, mình chưa nhìn thấy bao giờ. Bộ ghế rất đẹp luôn. Chắc là không. À đấy, con ngồi đi. Xôi. Rất hoành tráng. Nặn nặn tượng đất. Sân mài. Không gian triển lãm. Đi sâu vào trong làng. Thế kìa, nhà thờ Thánh Hoa Trẻ Lam. Vâng, tí cháu ra cháu thử. Kẹo lạc, kẹo vừng, kẹo dồi. Đây rồi.
bánh sắn. Một góc nông thôn ở làng cổ. Đây bán chè. Không ạ, không. Chè Lam. Chè Lam. Nhà cổ. Nhà Vân à? Trà cổ thụ sữa nướng. Quán cà phê. Quán trà nhà Vân. Ngói. Bà bên bảo không rút được ra, hóa ra nó rút được ra. Đây bọn mình chơi thì sao? Bên bức tường. Xét trà. Kiểu như trà sữa nướng ấy. Ừ. Thằng uống cái gì đấy? Trà sữa à? Ôi, giống nhau mà. Nó bị rơi. Nó bị rơi nhiều trà sữa quá. Trà sữa. Trà sữa nướng. Ngon không? Các thanh niên. Trận xét nào, mấy điểm? 10 điểm quá. 8,5. 2, 3. Vào đi. Nhà cổ ông bà Thể. Tiến. Nhà cổ Thể Tiến. Ui dồi đồng. Đây. Nhà ông Tiến bán tương ấy. Thì mình cứ mang đến hôm nay người ta sẽ phun men vào, phủ men trong men ngoài rồi để thấm nữa. Tương này có cá ngon lắm. Tương chấm rau luộc cũng ngon. Sản xuất tương luôn. Có cá đồng thì thôi rồi. Nhà cổ. Này. Đây không? Tôi đứng một chân chứ. Đấy, ra xem cái chỗ xay ngô này. Xay ngô. Giã gạo này, giã gạo này. Giã gạo. Bên trong nhà cổ đường Lâm. Ngôi nhà ba gian. Trong sân nhà cổ. Ngôi nhà cổ hàng mấy trăm năm đấy. Đây là những hũ tương. Thấy cái gì không? Tương. Tương à? Chai tương. Ở làng cổ đường Lâm. Ăn thử xin bà. Cho mua. Đây. Các bức tường rêu phong cổ kính. Thờ thám hoa Giang Văn Minh. Chiếc cổng rêu phong.
Đúng rồi, tôi đi rồi. Cá vàng. Đây chính là cái giếng cổ. Như cái giếng cổ đã bị không làm gì, không trùng tu, nhìn trông thật là kinh khủng. Đây là nhà cổ. Đây là nhà cổ nhất đúng không? Nhà cổ ông Hùng. Có cái lối vào đặc trưng nhỉ, đẹp. Đây là ngôi nhà cổ nhất ở trong làng, hơn 300 năm tuổi. Đặt ăn ở nhà cổ. Có thịt gì đấy ạ? Ôi rồi là phí thế. Thịt quay ngon nhất lại hết à? Thì đang ăn những món gì thì mình chọn, nhà ở đây mới là ngon nhất ạ. Dạ. Thì đang muốn ăn nghề thịt quay. Dạ cô. Trong nhà cổ. Đây là mâm cơm ở làng cổ, bao gồm nem rán, thịt quay nổi tiếng. Ông đâu? Canh rau dưa. Mâm cơm giữa làng cổ. Cơm trị giá 310k. Chào cho bà nhá. Chúc bà bán hàng đắt như tôm tươi nhá, nhiều khách nhá. Chào bà. Đây là nhà từ năm 1936. Đi. Đây là nhà 1936. Cụ. Đã, ngồi cạnh cụ đi. Bảo ngồi từ đi nó khỏi mỏi. Ngồi cạnh cụ. Hỏi cụ xem bao tuổi, cụ bao tuổi rồi ạ? Chắc chắn bầu ngồi lần ngồi đi. Đấy, ngồi cạnh cụ đi. Cụ bao tuổi ạ? Mười ghế kèn ngồi. Đấy, trẻ. Cụ bao nhiêu tuổi rồi? Ba chồng không ngồi. Không, cụ bao nhiêu tuổi rồi? Nó bán hàng chồng kia, nó già đã, nó bảo là 95 tuổi. Nghe rõ chưa? Khỏe nha, cũng khỏe. Sáu đứa còn dài 11 đứa đây này, 11 con gái đây là chắc ạ. 11 đứa ở cái làng này không có à, chắc chắc. Cụ đi xong bye bye cụ ấy. Chào cụ đi. Ôm cụ ấy. Chúc cụ sức khỏe. Ôm cụ xong đi. Không sợ sống. Rồi chào cụ đi, nào bye bye. Chúc cụ sức khỏe đi. Vâng ạ. Vâng ạ. Mẹ. Con chào cụ ạ. Con chào cụ, chúc cụ sức khỏe. Là 30.000 một người là bao gồm một đồ uống à? Đồ uống em chỉ hỗ trợ như là nước thế này hoặc là nước atiso hoặc là mơ ấy. À. Để trong kia xong các anh chị tự lấy. À tự lấy thì ok. Đoài creative. Không gian sáng tạo. Trang trí. Lương chân thử cha. Đây này, các con ngồi đây mà vẽ này. Đấy, ngồi đây đi. Đấy, ngồi đây này, hay phết đấy. Ngồi
Mẹ uống gì? Đi giày vào ngón. Rồi chắc mọi người vẽ à? Tạo được cái gì rồi? Đây là cái gì con? À, ủa, mày chơi game à?